Mạc Văn Khoa, Nam Thư và Dàn Sao Đổi Đời sau khi thi Game Show 2. Danh hài xấu lạ, kiều nữ làng hài và nhiều diễn viên đắt show có sự nghiệp ổn định sau khi giành quán quân, á quân của các cuộc thi hài trên sóng truyền hình. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm được biết đến rộng rãi sau ngôi vị quán quân Cười Xuyên Việt 2015 sau khi đăng quang, nam diễn viên 8X nhận show đi diễn, giữ sự kiện đều đặn. Vài năm trở lại, danh hài quê Đồng Nai nhận được hàng trăm lời mời liver stem trên mạng xã hội. Nhờ tài ăn nói, Lê Dương Bảo Lâm còn được mệnh danh là Thánh Liver Stem bởi sự xuất hiện dày đặc. Ngoài làm nghệ thuật, anh và bà xã còn kinh doanh online. Trước Tết 2019, nam diễn viên hài vui mừng khi vừa cùng vợ chuyển về ở trong căn nhà khang trang, rộng rãi trị giá hơn 7 tỷ sau gần chục năm phải mướn nhà thuê. Căn nhà với diện tích rộng hơn 100m², gồm một tầng trệt, hai lầu và một sân thượng. Lê Dương Bảo Lâm là một danh hài trẻ đắt show của làng giải trí và có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp cùng con gái đáng yêu. Cả hai đang lên kế hoạch sinh thêm con trong một vài năm tới. Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa sinh năm 1992 ở Hải Dương. Trước khi giành Á quân Cười Xuyên Việt mùa đầu tiên, nam diễn viên tỉnh lẻ từng rất tự ti và mặc cảm vì vẻ ngoài xấu lạ, giọng nói quê mùa, thậm chí bị ngọng. Tuy nhiên, chính đặc điểm có phần hơi dị đó lại mang đến cho Mạc Văn Khoa sự đặc biệt để diễn hài. Sau chương trình, Mạc Văn Khoa là cái tên gây chú ý với nhiều nhà sản xuất phim. Anh góp mặt trong loạt dự án điện ảnh đình đám như Linh Duyên, Lật Mặt 4, Cua Lại Vợ Bầu, 30 Chưa Phải Là Tết. Cạnh đó, nam diễn viên hài 9X cũng là cái tên đắt show trong loạt game show giải trí. Sau 5 năm bước chân vào làng giải trí, nam diễn viên gốc Hải Dương có công việc thuận lợi, cuộc sống ổn định cùng tình yêu hạnh phúc bên bạn gái Thảo Vi. Ngoài diễn xuất, Mạc Văn Khoa còn kinh doanh quán ăn với hàng loạt chi nhánh ở các quận trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây không lâu, Mạc Văn Khoa cũng mới tậu nhà ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thành quả của nam nghệ sĩ sau gần 5 năm cố gắng không ngừng nghỉ. Mạc Văn Khoa vẫn luôn là cái tên được yêu mến nhờ nét dung dị, chân chất như những ngày đầu mới vào nghề. Huỳnh Lập. Huỳnh Lập là cái tên gây chú ý sau khi giành quán quân Game Show Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ mùa đầu tiên khi mới chỉ 22 tuổi. Sau cuộc thi, Huỳnh Lập chăm chỉ làm nghề và xuất hiện với nhiều vai trò khác nhau. Nam nghệ sĩ sinh năm 1993 không chỉ làm nên thành công của nhiều parody, web drama như Tấm Cám, Chuyện Huỳnh Lập Kể, Em Gái Mưa, Ai Chết Giơ Tay, mà anh còn trở thành nhà sản xuất của phim điện ảnh Pháp Sương Mù. Ở tuổi 27, Huỳnh Lập được đánh giá là nghệ sĩ tài năng và bản lĩnh của Biz khi có xế sang, công ty riêng và làm đạo diễn live show cho nhiều nghệ sĩ lớn như Trấn Thành, Việt Hương. Nam Thư, kiều nữ làng hài là cái tên được đánh giá thông minh và hoạt ngôn ở Cười Xuyên Việt. Dù tiếc nuối khi không vượt qua Huỳnh Lập ở đêm chung kết, nhưng sau cuộc thi Nam Thư vẫn ghi được nhiều dấu ấn với khán giả. Những năm gần đây, nữ diễn viên mở công ty, bận rộn với các dự án web drama do mình thực hiện như Nam Phi Liên Hoàn Kế, Thập Tứ Cô Nương, Ai Là Người Thứ Ba, Nhà Trọ Có Quá Trời Phòng. Cạnh đó, Nam Thư cũng đảm nhận vai trò sản xuất các web drama cho đồng nghiệp như Kiều Linh, Tom. Ngoài diễn xuất, Nam Thư còn ngồi ghế nóng một số chương trình giải trí, làm MC. Sau nhiều năm làm nghề, dù nhiều lần dốc hết tiền túi làm phim, song cách đây một năm, cô cũng dành dụng và tự thưởng bản thân chiếc xế hộp trị giá 2,2 tỷ đồng vào ngày sinh nhật lần thứ 32. Công việc ổn định, nhan sắc ngày càng thăng hạng thế, nhưng sau chuyện tình cảm không thành với Quách Ngọc Tuyên, anh Tú, Nam Thư không còn niềm tin vào đàn ông và tình yêu. Cô cho biết, người yêu cô nhiều nhất chính là bản thân mình.